Xin chào, đã quay trở lại với FA Channel, lại là mình đây, Hùng 20 sang đây. Trong năm 2018 thì chiếc iPhone XS Max đang có trên bàn mình đây chính là chiếc điện thoại cao cấp nhất đến từ nhà Apple, và phân khúc giá hàng chính hãng lúc đấy thì nó sẽ rơi vào tầm là 32 cho đến là hơn 35 triệu đồng. Tuy nhiên bây giờ anh em có thể mua được cái sản phẩm iPhone XS Max này trong năm 2020 với những phiên bản hàng line new chỉ từ mức giá tầm 13 triệu đồng, với những phiên bản hàng new thì sẽ rơi vào tầm 18 đến hơn 20 triệu đồng, thì mình thấy mức giá của nó đã mềm hơn rất là nhiều rồi. Và có nhiều bạn thắc mắc rằng là với sản phẩm iPhone X Max trong thời điểm hiện tại là năm 2020 nó còn đáng để mua sử dụng hay không, thì bây giờ các bạn hãy cùng mình bắt đầu video để đánh giá lại về em iPhone X Max này nhá. Ở tương lai thì mình sẽ đánh giá lại những dòng iPhone cũ hơn, ví dụ như iPhone 7, iPhone 8 rồi iPhone 7 Plus gì đó, thì nếu bạn nào có bất kỳ một yêu cầu nào thì hãy để dưới phần bình luận của video này để mình có thể mượn sản phẩm trải nghiệm thực tế và mang đến cho bạn những trải nghiệm thật chân thật nhất. Và trước khi bắt đầu video thì nếu bạn nào quan tâm về cái sản phẩm iPhone X Max này với mức giá tốt nhất thì có thể tham khảo ngay tại XTBuy thông qua đường link ở phần mô tả video nhá. Còn bây giờ các bạn hãy cùng mình đánh giá về cái sản phẩm iPhone XS Max này thôi. Rồi, với một cái sản phẩm được ra mắt vào năm 2018, tuy nhiên về phần thiết kế của cái sản phẩm iPhone XS Max thì nó không hề bị lỗi thời nha các bạn. Đầu tiên là mình phải xét về cái phần màn hình đi. Thì màn hình của sản phẩm iPhone 11 Pro Max trong thời hiện tại thì nó vẫn là một cái màn hình y xì như là cái sản phẩm iPhone XS Max. Xét về độ phân giải, xét về tấm nền, chẳng qua là với sản phẩm iPhone 11 Pro thì nó sẽ nâng một chút về phần độ sáng cũng như là chất lượng hiển thị thôi. Tuy nhiên thì mình trải nghiệm cả hai màn hình iPhone 11 Pro cũng như là màn hình của iPhone XS Max thì gần như là nó tương tự nhau, 1919.5 chứ không thể nào mà 19110 được. Đó, thế nên là nếu anh em đang cần một cái màn hình hiển thị chất lượng này, độ sáng cao để dùng ngoài trời thì màn hình của các sản phẩm iPhone XS Max nó vẫn đáp ứng tốt cả nhu cầu của chúng ta. Hơn thế thì thiết kế của các sản phẩm iPhone 11 Pro Max cũng như là iPhone XS Max này về phần màn hình thì nó vẫn là màn hình tay thỏ các bạn ạ. Và kể cả với phiên bản iPhone 12 theo như những hình ảnh leak ra thì nó vẫn là màn hình tay thỏ. Chính vậy thì các bạn thấy rằng là màn hình của sản phẩm iPhone XS Max thì nó sẽ tương tự so với những sản phẩm cao cấp bây giờ, thậm chí là với sản phẩm iPhone 12. Thế nên là thiết kế màn hình của sản phẩm này nó vẫn cực kỳ là tốt. Rồi quay trở đến phần cạnh viền đi, thì viền của sản phẩm iPhone XS Max là một cái phần viền được làm từ chất liệu là thép nha các bạn. Thì với chất liệu thép này nó sẽ có điểm cộng cũng có điểm trừ, thì mình cũng sẽ phân tích luôn. Điểm cộng của nó là giúp chiếc máy trở nên chắc chắn hơn, cứng cáp hơn và bền bỉ hơn. Còn cái điểm trừ là nó sẽ để lại rất là nhiều vết xước răm ở trên cái phần viền này, và chúng ta phải mang ốp này, chúng ta phải dán để bảo vệ nó một cách tốt nhất. Còn với phần viền nhôm thì mình thấy rằng cái tỷ lệ bị trầy, bị xước là ít hơn so với lại cái phần viền bằng chất liệu thép như là trên sản phẩm iPhone X cũng như là XS Max. Thế nên là về phần thép này thì mình cũng đã phân tích rất là rõ ràng cho bạn rồi. Và về phần mặt sau thì với sản phẩm iPhone XS Max thực ra chỉ là một cái phiên bản phóng to của cái sản phẩm iPhone X mà thôi. Chúng ta sẽ không có quá nhiều thay đổi trong cái thiết kế của cái sản phẩm iPhone XS Max này. Các bạn thấy không? iPhone 11 Pro thì chúng ta đã có một cái cụm camera hình vuông và bao gồm 3 ống kính. Còn với sản phẩm iPhone XS Max thì nó vẫn chỉ có là 2 ống kính mà thôi. Như vậy thì đây là một cái điểm mà mình thấy là hơi thua thiệt hơn so với sản phẩm iPhone 11 Pro cũng như là Pro Max. Tuy nhiên với giá tiền chúng ta bỏ ra rẻ hơn gần một nửa thì thực sự là mình thấy đây là một cái điểm mà chúng ta có thể chấp nhận được. Còn về cái phần mặt lưng thì mặt lưng của sản phẩm iPhone 11 Pro là mặt lưng nhám. Với mặt lưng nhám thì nó sẽ có những điểm mạnh là không bị trầy xước. Rồi là anh em thấy một số cái video trên mạng người ta còn lấy dao này, thậm chí mình đã từng lấy chìa khóa cạo lên bề mặt của sản phẩm iPhone 11 Pro thì nó không bị xước luôn. Còn với bề mặt của cái sản phẩm iPhone XS Max thì cái mặt kính này nó vẫn rất dễ bị tổn thương nha các bạn. Mặc dù đây là kính cường lực, anh em thấy rằng là sau một thời gian sử dụng thì cái mặt kính này nó sẽ bị một vài vết xước răm, hay nếu anh em đeo ốp mà chúng ta không thường xuyên vệ sinh ấy thì cái bề mặt sau của sản phẩm iPhone XS Max thì nó sẽ để lại những cái chấm nhỏ li ti và rất khó để lau chùi được. Thế nên là nếu như bạn muốn có được những trải nghiệm cầm nắm được tốt hơn trên cái sản phẩm iPhone XS Max thì chúng ta nên dán cái miếng dán 3M màu nhám lên nhé. Thì mình thấy rằng là nó sẽ cho cảm giác cầm nắm không khác gì iPhone 11 Pro Max, cũng như là nó sẽ chống xước và ít để lại mấy cái vết xước ở phần cạnh viền hơn. Và ở mặt lưng thì bạn vẫn có logo quen thuộc của Apple ở đây và logo iPhone, thì đây là cái điểm làm nên thương hiệu của những chiếc điện thoại đến từ Apple rồi. Rồi quay trở lại một chút về phần camera nhé. Thì camera của sản phẩm iPhone XS Max thì nó sẽ có 2 ống kính. Nếu như chúng ta xét trong phân khúc giá tầm 13-14 triệu hàng chính hãng hay là hàng xách tay thì bạn đã
có những chiếc điện thoại có 4 cam, thậm chí là có độ phân giải lên đến là 64 pixel. Tuy nhiên thì iPhone XS Max thì nó chỉ có 2 cam, và cái cam của nó thì nếu như xét về cái độ tiện dụng thì chắc chắn là nó sẽ không tiện dụng bằng so với những cái điện thoại đến từ thị trường Trung Quốc hay là những con flagship đến từ những thương hiệu khác. Tại vì căn bản là cam của nó chỉ có một camera chính là 12 chấm và một cái camera tele là 12 chấm để hỗ trợ cho khả năng chụp ảnh xóa phông thôi. Còn nó sẽ không được trang bị camera góc rộng, cũng như nó sẽ không được trang bị cho mình cái camera macro. Chính vậy thì xét về chế độ chụp hình thì mình thấy rằng là với sản phẩm iPhone XS Max chúng ta sẽ không có quá nhiều sự sáng tạo trong cái khả năng chụp hình của em nó. Thế nên là nếu bạn nào đang cần cho mình một cái điện thoại nó đa dụng hơn, quay vlog tốt hơn, rồi là chúng ta có một cái khả năng kiểu như là chụp ảnh góc rộng, thì bạn có thể là cân nhắc lựa chọn cái sản phẩm iPhone 11 thì nó sẽ tốt hơn nhá. Và hai cái camera này tuy là nó có độ phân giải không cao, tuy nhiên xét về chất lượng chụp ảnh thì mình thấy trong khúc giá 13-14 triệu thì cũng rất khó có đối thủ nào có thể cạnh tranh lại trực tiếp với cái sản phẩm iPhone XS Max này. Nếu bạn đang cần cho mình một chiếc máy có camera thực dụng, mình nói là thực dụng nhá, thì chiếc iPhone XS Max vẫn là một trong những cái lựa chọn nó phù hợp với cái nhu cầu của đại đa số người dùng của chúng ta. À rồi, bây giờ thì mình cũng chia sẻ một cái điểm mà mình thực sự là chưa thích lắm trên cái sản phẩm iPhone XS Max này, đó chính là về cái phần jack cắm. Thì chiếc máy này nó chỉ có duy nhất là một cái jack cắm Lightning ở bên dưới mà thôi, nó sẽ không có jack cắm 3.5. Chính vậy khi mà so sánh với những chiếc loại đến từ thương hiệu Samsung, đến từ một số thương hiệu khác như kiểu Xiaomi chẳng hạn, thì cái việc mà thiếu đi jack cắm tai nghe 3.5 là một cái điểm mà thực sự là mình chưa thích cho lắm. Tại vì căn bản là jack cắm tai nghe 3.5 thì nó sẽ phục vụ cho chúng ta được những cái nhu cầu như là vừa cắm sạc, rồi là vừa nghe nhạc bằng tai nghe, hay là chúng ta có thể vừa cắm sạc mà vừa chơi game chẳng hạn. Nhưng mà anh em cũng có thể có một cái giải pháp khác, đó chính là mua những chiếc tai nghe AirPods hoặc là mua những chiếc tai nghe True Wireless để có thể bù đắp về khoản này, thì cái này sẽ tùy theo nhu cầu của anh em nhé. Và bây giờ thì mình sẽ phân tích đến cái phần cấu hình đi. Thì thực sự là cấu hình của cái sản phẩm iPhone XS Max trong thời điểm hiện tại đây vẫn là một chiếc máy có cấu hình cực kỳ ngon. Mình có kiểm tra rất là nhiều phần mềm mà mình đã trải nghiệm rất là nhiều tựa game khác nhau trên cái sản phẩm iPhone XS Max này rồi. Và cá nhân mình thấy rằng là đây vẫn là một trong những con máy có cái hiệu năng cực kỳ ngon trong phân khúc giá tầm 13-14 triệu hàng line new. Hoặc là nếu anh em mua hàng mới mức giá của nó tầm là 20 triệu thì chắc chắn luôn là nó vẫn ngon hơn rất là nhiều so với những chiếc điện thoại Samsung cao cấp như kiểu là S20 Ultra thì cũng không thể nào so sánh được với con chip Apple A12 Bionic, ý mình nói là con S20 Ultra tại trường Việt Nam với con chip Exynos nhá. Rồi, như mình đã nói thì nó sẽ được trang bị cho mình con chip đó chính là Apple A12 Bionic, đi kèm với 4GB RAM cùng với bộ nhớ trong thì ta sẽ có phiên bản tối thiểu là 64GB, tối đa thì lên đến là 512GB, và mình khuyên các bạn là chúng ta nên chọn cái phiên bản là 256GB cho nó thoải mái sử dụng. Tại vì cá nhân mình thấy thì với phiên bản là 64GB thì thực sự là nó hơi ít các bạn ạ. Các bạn chụp hình này, các bạn tải những ứng dụng khác nhau thì trong tầm là 4-5 tháng thì đã đầy với dung lượng 64GB rồi, và bắt buộc chúng ta phải chọn lọc, chúng ta phải giải phóng, thì thà là chúng ta bỏ ra một cái số tiền lớn hơn từ đầu để có được một cái dung lượng lớn hơn thì sẽ tốt hơn là so với dung lượng mặc định là 64GB. Tại vì căn bản là iPhone thì nó sẽ không hỗ trợ thẻ nhớ mở rộng, chính vậy cái việc mà copy file qua thẻ nhớ hay copy file để lưu trữ chụp khác thì nó sẽ không được thuận tiện cho lắm. Và xét về trải nghiệm game thì với những tựa game ở đây mình đã có chơi như kiểu Liên Quân này, PUBG này và một số tựa game khác trên chiếc máy này thì mình đã trải nghiệm rồi, và mình thấy rằng là iPhone XS Max vẫn là một chiếc máy có được những trải nghiệm game cực kỳ ngon lành. PUBG, Marketing, Liên Quân thì không bao giờ giật lag. Nói chung nếu bạn đang cần một chiếc máy trải nghiệm game tốt nhất trong 2-3 năm tới thì iPhone XS Max vẫn là một cái lựa chọn tuyệt vời. Mình nói là tốt nhất trong 2-3 năm tới thôi, chứ thực sự hiệu năng của con iPhone XS Max này thậm chí là 4-5 năm tới thì nó vẫn có thể chơi game được một cách ngon lành nhá. Tại vì các bạn có thể nhìn lại chiếc iPhone 7 Plus bây giờ nó vẫn có thể chơi game một cách ngon lành, thì không huống gì con iPhone XS Max này tầm 4 năm tới nó lại bị bỏ phế cả. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ nói đến cái yếu tố về phần cập nhật phần mềm đi. Nếu như anh em muốn sử dụng lâu dài thì với cái sản phẩm iPhone XS Max này, cái việc update phần mềm của nó thì mình nghĩ rằng nó sẽ rơi tầm là 3-4 năm tới các bạn ạ. Với chiếc máy mình đang sử dụng ở đây thì nó đã được update lên phiên bản iOS 14 rồi. Chính vậy thì chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm rất là mới. Ví dụ như là về cái phần icon ở trong màn hình này, rồi cái phần widget này, thì nếu bạn nào muốn có được những trải nghiệm mới nhất thì có thể lên với phiên bản iOS 14 này nhá. Tuy nhiên thì mình khuyên các bạn là chúng ta không nên lên, tại vì với sản phẩm iPhone 11 mình đang dùng ở đây thì mình đã từng lên iOS 14 rồi và mình đã phải hạ, tại vì nó sẽ có rất là nhiều các lỗi gặp trong cái vấn đề sử dụng hàng ngày. Bây giờ thì mình sẽ nói một chút về cái giao diện camera đi. Thực sự thì với giao diện camera của cái sản phẩm iPhone XS Max nó không có quá nhiều thứ như kiểu là iPhone 11 Pro, như Pro Max. Tại vì phiên bản Pro, Pro Max cũng như iPhone 11 chúng ta sẽ có tính năng là chụp đêm, còn với sản phẩm là iPhone XS Max thì chúng ta không có tính năng này. Chính vậy thì thực sự là khả năng chụp đêm của chiếc máy này nó sẽ thua kém rất là nhiều so với sản phẩm iPhone 11 và những
chiếc máy thế hệ năm 2019. Và về phần camera selfie thì camera selfie của nó sẽ có độ phân giải là 7 chấm. Nhìn chung thì camera selfie của nó ở cái mức là được. Nếu bạn dùng với những phần mềm như kiểu B612 rồi là Ulite các thứ thì chất lượng hình ảnh của nó thì mình cũng đánh giá là nó sẽ rất tốt nhá. Bây giờ thì mình sẽ nói đến một cái yếu tố về phần bảo mật. Thực sự là với sản phẩm iPhone X Max, nó sẽ được trang bị cho mình cũng Face ID. Và Face ID trên cái sản phẩm iPhone X Max này thì mình thấy nó làm việc rất tốt. Các bạn thấy này, bây giờ thì mình sẽ zoom kỹ hơn vào cái phần Face ID nhá. Đây, mình sẽ tắt màn hình và mình sẽ mở nó lên thì ngay lập tức nó đã mở khóa rồi. Mặc dù mình đang ở một cái góc nó hơi trái ngược với màn hình một chút, nhưng mà cái cảm biến Face ID này nó sẽ rất nhạy nhá. Đó là một cái điểm mà mình thực sự rất thích trên cái sản phẩm iPhone X Max. Tuy nhiên thì mình vẫn thích một cảm biến vân tay hơn. Tại vì các bạn là với cảm biến vân tay, cái việc mà chúng ta ra ngoài, cái việc chúng ta đi xe thì mở khóa sẽ đơn giản hơn và không cần phải lột khẩu trang, không cần phải gỡ nó full face. Đó là một cái điểm mà mình thực sự là chưa ưng lắm ở cái phần Face ID. Còn nếu bạn thường xuyên đi xe hơi hoặc hay ở nhà thì Face ID là một trong cái điểm mình thấy rất là tiện lợi. Ok, bây giờ thì mình sẽ nói đến một cái điểm cũng khá là cần thiết cho những bạn mà đang sử dụng những chiếc iPhone muốn update lên iPhone X Max nữa, đó chính là với sản phẩm iPhone X Max, tất cả các mọi phiên bản Trung Quốc, phiên bản Việt Nam, phiên bản quốc tế, bất kỳ thị trường nào thì nó sẽ hỗ trợ eSIM cũng như là hỗ trợ thêm một SIM vật lý. Với phiên bản Trung Quốc thì chúng ta sẽ có hai SIM vật lý nhá. Và việc sử dụng được hai SIM hai sóng thì đây là một cái điểm mà mình thấy cũng rất là tiện thuận tiện cho bạn nào mà muốn sử dụng công việc các thứ thì đây là một chiếc máy nó sẽ hỗ trợ khá là tốt. Và bây giờ thì mình sẽ nói đến thử lượng pin đi. Thì pin của các sản phẩm iPhone X Max nó sẽ là 3174 mAh. Nhắc đến dung lượng 3000 mAh, anh em thấy rằng điện thoại tàu bây giờ pin nó 4000-6000 mà iPhone X Max pin nó mới 3000, tăng 1/2 thì thời gian sử dụng pin của nó sẽ như thế nào? Thực ra thì với sản phẩm iPhone X Max hay là những dòng iPhone, pin của nó không trâu, pin của nó dung lượng không cao. Tuy nhiên cái thời gian sử dụng thực tế thì nó sẽ rất là lâu dài các bạn. Ví dụ như iPhone X Max pin 3000, cái việc mà on screen tầm 5-6 tiếng là vô cùng thoải mái, còn cái việc sử dụng một ngày thì ok. Thế nên là anh em cũng không cần phải bận tâm về dung lượng pin của em nó lắm. Và khi mà anh em đã mua cho mình chiếc iPhone X Max thì các bạn nên mua thêm một cái củ sạc 18W để có thể đáp ứng tốt cái nhu cầu sạc pin cũng như là đáp ứng nhanh chóng trong cái công việc, tại vì nếu như chúng ta dùng sạc 5W thì nó sẽ rất là chậm. Rồi, như vậy trong video này thì mình đã cùng các bạn chia sẻ về cái sản phẩm iPhone X Max này. Và cá nhân mình thấy rằng là với phân khúc giá 13-14 triệu cho hàng Line New phiên bản 64GB thì đây vẫn là một chiếc máy đáng để chúng ta lựa chọn về phần màn hình hiển thị quá sắc nét, quá đẹp, OLED độ sáng rất cao, anh em ra ngoài trời dùng thoải mái. Lựa chọn về cái độ mượt mà của hệ điều hành iOS, lựa chọn về cấu hình cũng như là chúng ta cần một cái chiếc máy có được nhiều trải nghiệm, cũng như là chúng ta cần một chiếc máy iPhone dùng hai SIM thì đây vẫn là một chiếc điện thoại rất là đáng đồng tiền bát gạo các bạn bỏ ra. Vậy thì các bạn nghĩ gì về cái sản phẩm iPhone X Max này? Vậy với phân khúc giá tầm 13-14 triệu hàng Line New hay là 20 triệu hàng mới thì bạn có lựa chọn chiếc máy này không? Đừng quên để lại cho mình một ý kiến nhận xét nhất phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye. Còn cá nhân mình thì nếu lựa chọn iPhone 11 và X Max thì mình đã lựa chọn iPhone 11 rồi các bạn ạ. Tại vì con này thì nó sẽ có nhiều cái mới hơn. Tuy là màn hình nó không đẹp nhưng mà nó sẽ bù lại được nhiều điểm hơn.